4 tiêu chí giúp bạn lựa chọn collagen dạng uống an toàn, hiệu quả nhưng mà cực kỳ tiết kiệm. Tiêu chí đầu tiên đó là bạn phải chọn hãng collagen này được sản xuất và phân phối tại những nhà máy uy tín. Như thế nào là uy tín? Thì những nhà máy này phải có giấy phép nè. Những loại collagen này phải được nghiên cứu lâm sàng, được thử nghiệm lâm sàng và khi đưa ra thị trường phải có giấy tờ đảm bảo. Và những nhà phân phối này phải có giấy tờ và được Bộ Y tế Việt Nam cho phép phân phối tại đất nước Việt Nam mình. Tiêu chí thứ hai đó là hàm lượng collagen và loại collagen. Thì hàm lượng collagen sẽ dao động tùy nhu cầu của cơ thể từ 2.5 cho đến 25 gram collagen mỗi ngày. Thì có hai loại collagen mà bác Nhung hay kê cho khách hàng của mình đó là collagen natte và collagen aten. Thì những collagen này nó sẽ có hàm lượng là 2.5 cho đến 5 gram trên một ống. Các bạn có thể uống từ 1 cho đến 3 ống tùy nhu cầu cơ thể cũng như độ tuổi của các bạn. Tiêu chí thứ ba khi chọn collagen dạng uống đó là mùi vị của collagen này phải ngon. Vì collagen là sản phẩm các bạn hỗ trợ bổ sung cơ thể và các bạn có thể uống lâu dài. Vì thế, mùi vị phải ngon và dễ uống thì các bạn mới có thể duy trì được. Và tiêu chí cuối cùng khi chọn lựa collagen uống đó là collagen này phải dạng thủy phân. Dạng thủy phân là sao? Dạng thủy phân là những chuỗi collagen này phải là những chuỗi aminopeptide ngắn. Vì những chuỗi ngắn này khi vô ruột sẽ dễ dàng hấp thu, giúp cho quá trình tổng hợp collagen mới cho da sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đó là những tiêu chí để lựa chọn collagen uống. Và nhân dịp Tết Nguyên đán, Bách Nhung sẽ tặng 1,5 triệu cho một liệu trình collagen uống chỉ cho 10 chị đăng ký đầu tiên. Để đăng ký thì các chị có thể nhấn vô link mô tả dưới phần comment. Khi các chị đăng ký thì nhân viên của Bác Nhung sẽ xác nhận con mình có phải là những người may mắn không hay ha.